Đã nhiều ngày nay không ai nhìn thấy Kim Jong-un. Trước đây, ông xuất hiện hàng ngày trên các phương tiện truyền hình. Thế mà giờ đây chỉ có sự lặng câm. Gần đây chúng ta trên khắp các mặt báo, cả trong và ngoài nước đều xuất hiện tin có thể sức khỏe của ông Kim đang xấu đi. Ông Kim là người béo phì, lại còn hút thuốc, gia đình có tiểu sử bệnh tim mạch, thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro cao. Trung Quốc đã cử một đội ngũ đến Triều Tiên, bao gồm các chuyên gia y tế, để làm cố vấn về nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyến đi của các bác sĩ và quan chức Trung Quốc diễn ra giữa lúc có nhiều thông tin khác nhau về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trang Daily NK, trang tin có trụ sở tại Seoul, hồi đầu tuần đưa tin ông Kim đang trong quá trình hồi phục sau khi trải qua can thiệp tim mạch hôm ngày 12 tháng 4. Có một điều đáng chú ý ở đây, khiến mọi tin về sức khỏe của Kim Jong-un càng bị nghi ngờ hơn. Truyền thông Triều Tiên đã không đưa tin ông Kim tham dự một sự kiện để kỷ niệm ngày sinh ông nội của ông, cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm ngày 15 tháng 4. Một dịp kỷ niệm quan trọng bậc nhất tại Triều Tiên và ông Kim Jong-un chưa bao giờ vắng mặt. Trên hết, tất cả những điều đó không có bằng chứng xác thực và không nói lên tình hình sức khỏe của ông Kim. Ngoài ra, hôm ngày 23 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói ông nghĩ thông tin ông Kim ốm nặng không chính xác, nhưng không cho biết liệu ông đã liên lạc với các quan chức Triều Tiên để xác nhận hay chưa. Các chuyên gia và truyền thông nước ngoài gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm thông tin về cuộc sống diễn ra bên trong Triều Tiên. Đất nước này hoàn toàn cô lập, kể cả trong dịch Covid-19, không ai biết tình hình ở Triều Tiên thế nào. Khi nằm giữa ổ dịch thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồn đoán về vị trí hoặc sức khỏe của ông Kim thường không chính xác. Tuy nhiên, những đồn đoán như vậy vẫn liên tiếp xuất hiện bởi hai nguyên nhân: Triều Tiên chưa có người kế vị và câu hỏi về chương trình hạt nhân. Một câu hỏi đặt ra, nếu không may Kim Jong-un qua đời thì đất nước Triều Tiên sẽ như thế nào? Việc ông Kim vắng mặt trong các sự kiện trọng đại vừa qua nhắc nhở giới chức tình báo và chính sách các nước liên quan đến tương lai của Triều Tiên về một câu hỏi không mấy dễ chịu. Chính xác thì quyền lực sẽ được trao lại thế nào? Thứ nhất, chưa rõ người kế vị. Từ khi thành lập năm 1948, Triều Tiên đã nằm dưới chế độ cha truyền con nối, với nhà lãnh đạo đầu tiên là Kim Nhật Thành, con trai ông Kim Jong-un, tiếp quản vị trí lãnh đạo đất nước sau cái chết của nhà lập quốc năm 1994. Và nắm quyền 17 năm. Năm 2011, ông Kim Jong-un qua đời, để lại vị trí lãnh đạo đất nước cho con trai là Kim Jong-un. Trong 3 lần chuyển giao quyền lực, công chúng Triều Tiên đều được thông báo về người kế vị trước khi nhà lãnh đạo đương nhiệm qua đời. Hiện nay, cả 3 người con của ông Kim Jong-un cho là chưa đến tuổi trưởng thành, dù một trong số này được quy hoạch cho vị trí lãnh đạo tương lai. Nếu cho một đứa trẻ lên cầm quyền, và đứng đằng sau là một nhóm người khác lãnh đạo đất nước, thì rất có thể triều đại nhà Kim sẽ sụp đổ. Chúng ta đã thấy điều này rất nhiều trong thời phong kiến, khi vua chết mà con trai còn quá nhỏ. Đa số những triều đại này sẽ sụp đổ không lâu sau đó. Các chuyên gia về Triều Tiên cho rằng có khoảng 10 đến 20 kịch bản khác nhau có thể xảy ra nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un không thể tiếp tục điều hành đất nước. Triều Tiên có khả năng chọn đường lối phát triển như Liên Xô năm 1953, tức là mô hình lãnh đạo tập thể. Một kịch bản khác là Triều Tiên sẽ được dẫn dắt bởi bà Kim Cho-yong, em gái của ông Kim Jong-un và các trợ lý thân tín. Cơ chế này sẽ tồn tại cho tới khi người kế vị ông Kim đủ trưởng thành để trực tiếp nắm quyền. Bà Kim Cho-yong, em của ông Kim Jong-un đã trở thành nhân vật quan trọng trong chính trường Triều Tiên. Trước tin đồn ông Kim gặp vấn đề sức khỏe, bà trở thành nhân vật được chú ý. Từ khi đại diện cho ông Kim tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc, bà Kim trở thành nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Triều Tiên. Bà còn được cho là người xây dựng hình ảnh của ông Kim ở trong và ngoài nước. Đổi lại, bà Jo Chong có được sự tin tưởng tuyệt đối của anh trai mình. Dù Triều Tiên có thể chưa có một kế hoạch kế vị rõ ràng, chắc chắn nước này đã có cơ chế bảo đảm sự liên tục của chính phủ. Sự liên tục của chế độ là điều then chốt, đó là bởi họ có vũ khí hạt nhân. Họ phải duy trì sự chỉ huy và kiểm soát ổn định đối với kho khí tài hạt nhân. Trường hợp xấu nhất, nguy cơ đấu đá giữa các phe phái.
Một đất nước đang đấu đá khi người lãnh đạo mất đi sẽ là cơ hội lớn để thế lực bên ngoài nhảy vào và làm những thứ có lợi cho mình. Mỹ và Hàn Quốc coi Triều Tiên là mối nguy số 1. Các bạn có nghĩ rằng hai quốc gia này sẽ nhảy vào và xây dựng một chính quyền mới có lợi cho họ hơn? Như vậy, nếu Kim Jong-un qua đời hoặc trở nên tàn phế, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên công khai có cuộc tranh giành quyền lực kể từ 72 năm qua. Cuộc chiến đấu sẽ rất dữ dội và khó đoán. Kim Jong-un thường xuyên cho luân chuyển và thay thế các nhân vật lãnh đạo đảng và quân đội nhằm làm giảm nguy cơ tạo phản. Nếu không có người kế vị rõ ràng, những lãnh đạo ngành an ninh có thể nắm lợi thế. Tuy nhiên, hệ thống này được tổ chức để mọi người kiểm soát lẫn nhau, cũng là để hạn chế mối đe dọa của người lãnh đạo chính trị. Kết quả có thể là một cuộc chiến kéo dài đầy bất ổn, cho dù người ta hy vọng vào một người kế vị tân tiến và tự do. Đây là giả thuyết ít có khả năng xảy ra nhất. Kho vũ khí hạt nhân sẽ ra sao? Đây là vấn đề quan trọng. Về mặt kỹ thuật, vẫn trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc và Mỹ. An ninh cùng câu hỏi điều gì sẽ xảy ra với vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong trường hợp chuyển giao quyền lực là vấn đề được Washington, Seoul và Bắc Kinh quan tâm nhất. Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một trong những vấn đề bí mật bậc nhất của nước này. Không có nhiều thông tin về số đầu đạn mà Bình Nhưỡng sở hữu, cũng như độ tin cậy của chúng. Người ta cũng không rõ các đầu đạn có thể được bắn bằng tên lửa hay tàu ngầm, cũng như cách nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ huy và kiểm soát chúng. Các chuyên gia tình báo ước tính Bình Nhưỡng có khoảng vài chục đầu đạn hạt nhân dựa trên lượng vật liệu phóng xạ Triều Tiên sản xuất tại các cơ sở làm dầu. Tuy nhiên, số lượng chính xác là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Rất ít người bên ngoài Triều Tiên biết chắc câu trả lời. Thế nhưng câu trả lời này có tầm quan trọng to lớn với giới chức Bắc Kinh, Seoul cũng như Washington, bởi họ phải đánh giá liệu ông Kim nếu ra đi có để lại khoảng trống quyền lực khổng lồ tại quốc gia đã thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang theo chúng. Vậy, một câu hỏi đặt ra là tại sao Triều Tiên bị cấm vận như vậy, cuộc sống người dân khổ cực nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi các chương trình hạt nhân? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần quay lại lịch sử. Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên NPCK đưa ra thông tin, vào tháng 8 năm 1950, khi chiến tranh Triều Tiên bùng phát, Mỹ đã vận chuyển vũ khí hạt nhân sang bán đảo Triều Tiên. Cuối năm đó, theo NPCK, phía Mỹ công khai tiết lộ kế hoạch sẽ ném tầm 30 đến 50 quả bom nguyên tử xuống dọc biên giới Triều Tiên-Trung Quốc. Tổng thống đắc cử Mỹ vào thời điểm đó là Eisenhower tuyên bố vào tháng 5 năm 1953 rằng nếu tính đến phương tiện tài chính, thì sử dụng một quả bom nguyên tử ở Triều Tiên sẽ có lợi hơn là dùng nhiều vũ khí thông thường. Văn bản của Triều Tiên khẳng định, sau khi thất bại thảm hại trong cuộc chiến Triều Tiên, phía Mỹ đã thâm hiểm dùng đến ngón đòn hạt nhân để leo thang sang một cuộc chiến mới. NPCK cũng tố Hàn Quốc khuyến khích đưa vũ khí hạt nhân sang nước này, đồng thời tích cực tham gia cùng Mỹ bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chính vì lo sợ có một cuộc tấn công hạt nhân bất kỳ lúc nào, nên Bình Nhưỡng đã tố cáo Mỹ và Hàn Quốc luôn nuôi ý đồ xâm lược nước này. Triều Tiên không tin vào Mỹ, coi Mỹ là kẻ thù số một. Họ tin rằng nếu mình phá bỏ kho vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự nới lỏng các khoản cấm vận, phát triển kinh tế, thì Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhảy vào và san bằng nước này. Một ví dụ điển hình cho việc này để người Triều Tiên càng thấy lo ngại. Trước sức ép của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến liên quan đến dầu mỏ, Iraq buộc phải phá hủy dần kho tên lửa của mình trong nỗ lực tránh nguy cơ nổ ra chiến tranh, để đổi lấy nới lỏng các khoản cấm vận, vực dậy kinh tế. Đáng tiếc, năm 2000, Tổng thống Iraq, ông Saddam Hussein tuyên bố sẽ bán dầu thô bằng cả đồng euro, chứ không chỉ lấy đô la. Và khi các kho tên lửa bị chính người Iraq phá hủy để tránh chiến tranh ra, chớ trêu thay, chiến tranh lập tức đã xảy ra. Iraq đã không còn gì để chống đỡ và chính quyền ông Hussein đã bị lật đổ. Đến đây thì video đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.